Hứa Khải bị fan Trương Chiết Hạn tố quấy rối tình dục khi gỡ bong bóng ra khỏi đầu đàn anh. Trương Chiết Hạn trở thành ngôi sao được dư luận và truyền thông săn đón nhờ vào thành công của bộ phim đam mỹ chuyển thể Sơn Hà Lệnh do anh đóng chính. Cũng vì tình tiết trong tác phẩm này mà người hâm mộ đã gọi Trương Chiết Hạn bằng danh xưng bà xã, và biệt danh này dường như trở thành nickname mặc định đối với nam diễn viên. Về sau, biệt danh của Trương Chiết Hạn cũng trải qua vài lần thay đổi và đến nay fan gọi thẳng anh chàng là công chúa. Sau năm trong làng giải trí được người hâm mộ gọi với danh xưng nữ tính như vậy, ước chừng chỉ có Trương Chiết Hạn mà thôi. Trương Chiết Hạn cũng tận dụng thời cơ để hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực phim ảnh và tham gia các show truyền hình, concert quảng bá. Gần đây, Trương Chiết Hạn, Hứa Khải tham gia show thực tế Keep Running. Có lẽ vì chơi game nên cả hai nam diễn viên đều bị dính bong bóng trên đầu. Ngồi gần Trương Chiết Hạn, Hứa Khải tốt bụng gỡ bọt bong bóng dính trên đầu đàn anh. Không ngờ, một số fan của Trương Chiết Hạn lại thẳng thừng cho rằng Hứa Khải quấy rối tình dục. Số like về bình luận này lên đến hơn 400 lượt, con số này chứng tỏ lời nhận xét này cũng được nhiều fan khác của ngôi sao Sơn Hà Lệnh công nhận như thế. Thái độ nhận định này của fan Trương Chiết Hạn khiến dư luận vô cùng hoang mang. Hứa Khải giúp Trương Chiết Hạn làm gọn tóc, hai người đều cùng giới tính và không có hành động thái quá. Tại sao lại trở thành hành vi quấy rối tình dục trong mắt fan Trương Chiết Hạn? Logic của những người hâm mộ này thực sự không thể lý giải được. Một số dân mạng còn đặt câu hỏi liệu những fan hâm mộ Trương Chiết Hạn có thực sự coi anh chàng là phụ nữ hay không? Bệnh nặng rồi, cứ tưởng đây là hành vi bệnh hoạn của một cá nhân riêng biệt, nào ngờ có tới 433 lượt like đồng tình. Gọi nam diễn viên là bà xã, công chúa đã thấy biến thái lắm rồi, cho gọi quen miệng nên nhập tâm quá chừng, xem anh ta là phái nữ luôn hay chăng? Bị rối loạn nhận thức giới tính, Hứa Khải tốt bụng giúp đỡ, ấy thế mà bị mắng. Thật sự nổi da gà, dù anh ta có là phụ nữ trong mắt đám fan thần kinh đó, thì hành động của Hứa Khải chẳng có gì là quấy rối cả. Sau khi Sơn Hà Lệnh kết thúc, Trương Chiết Hạn cũng gặp phải không ít rắc rối do anti-fan mang lại, ảnh hưởng không ít đến hình ảnh và danh tiếng của nam diễn viên. Sina từng đưa tin, phòng làm việc của Trương Chiết Hạn đã đăng tải bài viết cho biết nam diễn viên nhiều lần bị giả mạo giấy tờ. Theo đó, kẻ xấu đã làm giả thủ tục ở sân bay của không chỉ Trương Chiết Hạn mà cả đoàn phim của anh, khiến ekip gặp trở ngại lớn trong công việc. Trước tình hình ngày một nghiêm trọng và diễn ra nhiều lần, phòng làm việc cho biết đã báo cảnh sát để bảo vệ an toàn và quyền lợi cho Trương Chiết Hạn. Đồng thời, văn bản thông báo cũng vạch rõ những tội trạng mà kẻ xấu gây ra đối với nam diễn viên, cứng rắn tuyên bố những hành động này sẽ nên bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật.